Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Trong K-pop, có rất nhiều idol ngoại quốc sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng đã đến Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ. Thế nhưng ở mức độ công dân toàn cầu như nữ idol này thì thực sự là hiếm có. Nữ idol công dân toàn cầu này chính là Lisa của Blackpink. Quả thật hiếm ai có thể có khả năng oanh tạc từ showbiz Hàn, Trung cho đến Pháp như cô nàng. Danh xưng em gái quốc tế hoàn toàn là hợp lý với Lisa khi mà em út Blackpink sinh ra ở Thái Lan, đến Hàn Quốc làm idol, làm host show thực tế Trung Quốc và mới đây nhất đã thành giám khảo cho giải thưởng thời trang nước Pháp. Lisa sinh năm 1997 tại Thái Lan và có tên đầy đủ là Lalisa Manoban. Thoạt nhìn gương mặt và cái tên rất Tây của cô nàng, nhiều người nghĩ rằng Lisa là con lai. Nhưng trên thực tế thì nữ idol là người Thái 100%. Ngay từ nhỏ, Lisa đã bộc lộ khả năng ca hát và nhảy múa và đây chính là tiền đề giúp cô gái bé nhỏ đến với quốc gia thứ hai trong cuộc đời là Hàn Quốc. Năm 2010, Lisa tham gia buổi thử giọng của YG tại Thái Lan. Với hoài bão cháy bỏng cùng khả năng trình diễn xuất sắc, Lisa đã vượt qua 4.000 thí sinh khác để giành lấy cơ hội thành thực tập sinh của ông lớn giải trí Hàn Quốc. Ở tuổi 14, Lisa một mình bay hàng ngàn cây số đến đất nước Hàn Quốc xa lạ và bắt đầu cuộc hành trình thực hiện ước mơ thành ngôi sao. Sau 5 năm tập luyện vất vả, trải qua bao khó khăn, cuối cùng Lisa cũng được debut cùng với Blackpink, gặt hái thành công dưới tư cách là ngôi sao K-pop. Dù đã là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, nhưng phải đến năm 2020, Lisa mới tiếp tục hành trình của mình tại một quốc gia khác, đó là đất nước tỷ dân Trung Quốc. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Lisa đảm nhận thành công vai trò huấn luyện viên trong chương trình Thanh Xuân Có Bạn Hai, bên cạnh Thái Tử Khôn, Johnny J và Ella. Hình ảnh lạp lão sư vừa đáng yêu vừa tận tâm đã giúp Lisa thu hút thêm rất nhiều người hâm mộ tại đất nước tỷ dân này. Lisa cũng tiếp tục làm host Thanh Xuân Có Bạn 3 sắp được chiếu trong thời gian tới. Bộ ảnh của nữ idol vừa được tung ra đã lập tức gây bão mạng xã hội toàn cầu vì quá xinh đẹp, cuốn hút và sexy, khoe triệt để gương mặt xinh đẹp và đôi chân dài miên man, khiến dân tình bật chế độ hóng cực mạnh. Và mới đây nhất, Lisa đã chứng minh danh xưng em gái quốc tế hoàn toàn không phải để trưng. Vào ngày 16 tháng 2, truyền thông đưa tin khiến công chúng choáng nặng. Lisa sẽ là một trong số những thành viên trong hội đồng giám sát cùng các nhà thiết kế, CEO, giám đốc, sáng tạo, nhiếp ảnh gia và các ngôi sao khác để chọn người đoạt giải Andam Fashion Award 2021. Đây là giải thưởng thời trang uy tín của nước Pháp, được tổ chức hơn 30 năm nhằm tìm kiếm những tài năng mới và giúp họ có cơ hội đến với tuần lễ thời trang Paris danh giá. Profile cực khủng mang tính toàn cầu của Lisa sẽ khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Quả thật đã xinh đẹp tài năng, là biểu tượng thời trang đình đám lại thông thạo nhiều thứ tiếng. Không quá khó hiểu vì sao Lisa nổi tiếng toàn thế giới, được săn đón mọi nơi. Năm nay dự đoán sẽ tiếp tục sẽ là một năm bận rộn với nữ idol nhà YG và biết đâu em gái quốc tế sẽ bổ sung thêm vài quốc gia khác vào bảng thành tích dày đặc của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knews 24 giờ nhé.